Hi, xin chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay mình ra video, mọi người xem thì hay đăng ký ủng hộ mình nha. Tất cả chỉ vì đam mê các bạn ạ. Đam mê quá đâm ra nên bình luận kinh. Toang các bạn ơi, toang các bạn ơi, mệt lắm các bạn ơi. Mệt lắm các bạn. Điều nhắn này mệt lắm. Mệt lắm các bạn ơi. Tiên ra hay diều các bạn ơi, cao lắm. Loại này tụt tí quét hút bọt biển. Loại này tụt tí biển. Nát đi biển. Hóng hết cả hàng. Du lên chân các bạn ơi. Người đam mê mà mệt lắm các bạn. Đấy, đam mê mà mệt quá. Giờ mình hôm nay thả ngắn dây quá các bạn. Hết rồi á. Mệt mệt quá này. Không phải vì đam mê. Lúc cởi đầu dây kia, đầu dây kia có cọc không? Hả? Có cọc á? Bây giờ nôi mẹ. Ôi mệt lắm các bạn ơi. Chiếc sáo nha, thì em nó bảo là sáo tầm độ đi 7
năm nhá, nhưng mà mình thấy em nó ở xa quá các bạn ạ. Nên mình làm cho em nó cái sáo D 100 nhá. Đây, D 100 các bạn, hơi to các bạn. Thì em nó ở tận Lào Cai các bạn ơi. Ở chỗ gần mỏ các bạn nhá. Nên mình cũng tí nữa mình sẽ đi ship hàng cho em nó nhá các bạn nhá. Đây là mình làm xong rồi nhá. Cái sáo này mình đã đâm và nên đã được lên clip các bạn nhá. Đây. Đây sáo đây. Quay đây cho các bạn xem. Cái sáo đây nhá. Đó, sáo mình đây nhá. Thế xong mình sẽ ship hàng về Lào Cai cho em nó các bạn nhá. Không biết là mình ship về đấy rồi xong em nó còn có nhớ đến mình không? Sợ ship về rồi xong là lần sau em nó không xem kinh thì mình ơi. Các bạn hơi xa, mình cũng ngại ship lắm các bạn. Em nó ở xa quá mình sợ em nó thiệt tiền ship các bạn nhá. Vì sợ ship mất nhiều tiền nên mình gửi có bưu điện các bạn nhá. Nên mình làm cho cái sáo to bỏ các bạn. Nó bỏ công. Nhận được em nó có vui không hay là em nó lại ghét mình. Ghét mình hơi buồn các bạn. Đấy nhá, mình sẽ bọc vào xong mình mang đi gửi cho em nó các bạn nhá. Mình đi ship cho em nó nha. Đây địa chỉ của em nó là ở ngã tư mỏ cổng trường mầm non Xuân Giao nha các bạn nha, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai nha các bạn nha. Có số điện thoại đây nhưng mình không đọc nha. Bây giờ sẽ mình anh em mình sẽ đi ship hàng cho nó nha các bạn nha. Đấy các bạn ơi, anh em mình bắt đầu đi nha các bạn nha. We'll be right back.
bắt bao giờ anh? Bắt bao giờ kiểm tra hàng à? Giờ 100 nhá. Cháu diều vậy ạ? Không vỡ đâu vậy? Không vỡ được. Anh đại, anh đại, anh đại, giờ lấy xốp kẹp vào. Xốp không là cái mà nó có cái chống ba đồng đấy, cái đấy. Giờ tìm lấy đâu giờ? Phạm Minh Quân nha. Còn đây là của bạn Trần Thanh Phước nha. Video của bạn Phạm Minh Quân nha các bạn nhé.
mấy ngày tới rồi thì mà gần mà được bằng đấy xa là nó cay. Các bạn ơi, chiều mai tới nơi các bạn nhá. Mình mong và hy vọng là tới đúng tay các bạn. Không biết còn tới tay người nhận không? Mong là có tin phản hồi từ em nói các bạn nhé. Này bảo em không nhận được hàng, anh gửi lại cho em vào đầu á. Mất 30.000 nữa các bạn nhé. Xồm lại ra trả luôn tiền. Đói lắm các bạn. Chưa kiếm được đồng nào của những chút bạn. Mọi người xem đến nay cho mình. Mọi người ủng hộ xồm mạnh lên nhá. Nhưng mà chưa đồng nào cả. Mình phải cố gắng hết sức rồi các bạn. Tuy xấu nhưng mà các bạn thông cảm cho mình nhé. Đôi. Hai mét nhưng nó bé nhỉ. Yeah. Anh vẫn hiểu không? Cháu gọi nó lên dắt nó lại.
3.000 các bạn nhé. Xù nhiều tiền như trời, không ví không một đồng nào các bạn. Các bạn ơi, thì video của mình kết thúc nha, mọi người xem hay người đăng ký mình nhé. Tôi chào tạm biệt các bạn.